Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Sự chiếu cố của thần linh, tập 3. Ào. Xảy ra chuyện gì? Hỏng rồi. Sao lại ngủ quên mất? Hử? Tỉnh dậy quá nhanh, không kịp chạy trốn. Chắc không phát hiện mình đâu. Phải mau chóng rời khỏi nơi này. Du, cậu đang làm gì vậy? À, bị phát hiện rồi. Tôi tới tìm sách. Giáo viên bảo tôi mang sách tới. Nếu đã lấy được sách rồi, tôi không làm phiền cậu học tập nữa. Cậu thật sự không biết tôi sao? Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Du, tới rồi. Tôi tên Trình Du. Tôi không biết Du mà cậu nói là ai, nhưng chắc chắn chúng ta không quen biết. Vậy sao? Vòng tay này là của ai? Của tôi. Mua ở sạp bên lề đường. Mua bao nhiêu tiền? Hình như 10 đồng. Không biết. Ai nhớ rõ vậy được? Thế à? Vậy nốt ruồi trên tay cậu là bẩm sinh? Đây không phải chuyện của cậu. Cậu chính là Du. Cái? Tốt quá rồi. Cuối cùng, cậu cũng tới. Thở không nổi. Quên nói. Tôi là Thứ Hân. Tiêu tán. Mất hiệu lực rồi. Nhận ra tôi không? Thần kinh. Đinh đòn, đinh đòn. Thả tôi ra. Không muốn. Lâu lắm rồi chưa gặp. Hay lâu lắm chưa gặp với cậu? Phải nhanh chóng rời đi, nếu để người khác nhìn thấy. Hóa ra cậu quen biết cậu ta ư? Sẽ gây trở ngại cho việc mình cần làm. Rầm. Loạt xoạt. Ơ, chẳng phải nói không quen sao? Ào. Ào. Lại thất bại. Alo.